thiện hiện nên biết. Các đại Bồ Tát này thường nên tu hành bố thí ba la mật đa như vậy. Do bố thí ba la mật đa này, nên từ lúc mới phát tâm cho đến được rốt giáo, không bị đọa vào ác thú, nghèo hèn, biên địa, vì muốn lợi ích an vui cho các hữu tình, nên phần nhiều được sanh làm người, làm chuyển luân vương giàu sang tự tại, được nhiều điều lợi ích. Vì sao? Vì nhờ sức lực của hạt giống nên mới cảm quả như vậy. Nghĩa là Bồ Tát kia làm chuyển luân vương, thấy người đến xin điểm suy nghĩ. Ta nhờ làm việc gì mà ở trong vòng sanh tử được làm chuyển luân vương? Này ta ở trong sanh tử hưởng quả báo tốt này, phải làm lợi ích an vui cho hữu tình.